Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Giáo dục nghề nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, hàng năm trường Cao đẳng Lào Cai đào tạo khoảng 5.000 học sinh sinh viên của hai hệ cao đẳng và trung cấp chính quy, trong đó chưa bao gồm học sinh đào tạo ngắn hạn và đào tạo thường xuyên. Tỷ lệ học sinh sinh viên là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 70%. Tất cả học sinh sinh viên này được nhà trường thống kê rà soát ngay từ khi tuyển sinh nhập học nhằm đảm bảo chế độ chính sách ưu đãi của nhà nước hỗ trợ cho các em yên tâm theo học. Đây cũng là nội dung được đề cập tới trong chuyên mục Giáo dục nghề nghiệp ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Em Châu A Báo, học sinh năm thứ 2, lớp trung cấp nhà hàng khách sạn khóa 20.5C, khoa Kinh tế Du lịch, trường Cao đẳng Lào Cai. Báo là học sinh thuộc diện hộ nghèo, gia đình em ở thôn Sử Bán, xã Mường Hoa, thị xã Sapa. Châu A Báo chia sẻ, nhà có 4 chị em, các anh chị đều làm nghề nông, nghề tự do. Bố đã mất, mẹ cao tuổi, sức khỏe yếu, kinh tế khó khăn. Khi biết trường Cao đẳng Lào Cai tuyển sinh học nghề, tư vấn và giới thiệu các chính sách ưu đãi đối với con em hộ nghèo, cận nghèo và diện được hưởng các chế độ chính sách, Châu A Báo đã đăng ký và được nhận vào học nghề tại nhà trường. Ở đây, ngoài việc học nghề, em tiếp tục được nhà trường tạo điều kiện học văn hóa để hoàn thiện chương trình trung học phổ thông. Các chế độ mà Châu A Báo được hưởng theo chính sách của nhà nước như miễn 100% học phí, hỗ trợ nội trú, đồ dùng, nguyên vật liệu học tập và một số ưu đãi khác. Cháu thấy những chương trình học tập này sẽ giúp cho cháu với những bạn học sinh hộ nghèo giống như bọn cháu có cơ hội làm và học tập có việc làm ạ. Thì riêng đối với khoa kinh tế du lịch thì chúng tôi cũng có các cái hoạt động để hỗ trợ cho các em, như là khoa luôn có cái sự kết nối với lại các cái doanh nghiệp để tạo điều kiện cho các em có cái thực tập và đặc biệt là có cái việc làm thêm. Đối với lại các em học nhà hàng khách sạn thì cái việc này nó cũng rất là dễ dàng. Các em có thể chúng tôi đi tìm kiếm các công việc part time cho các em làm thêm tại các quán hoặc làm nhân viên phục vụ tại các nhà hàng ngay sau cái năm thứ nhất. Trong quá trình học thì thầy cô cũng rất là quan tâm những cái bạn như vậy để hỗ trợ thêm, ví dụ như là học sinh các cái khoản mà phải đóng góp về nguyên vật liệu chẳng hạn thì các bạn học sinh nghèo này là hoàn toàn là miễn phí, không phải đóng góp gì cả. Cũng có hoàn cảnh gia đình khó khăn, em Hoàng Mạnh Chiến, nhà ở thôn Cóc 1, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, và em Trần Quốc Doanh ở thôn Bản Mẹt, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, rất may mắn được tham gia học tập tại trường Cao đẳng Lào Cai. Hiện hai em học năm thứ 2, lớp cao đẳng vận hành thủy điện K2B, khoa điện điện tử, trường Cao đẳng Lào Cai, và được hưởng các chính sách ưu đãi của nhà nước giúp các em có điều kiện trang trải các chi phí trong học tập, ăn ở tại nhà trường. Sau khi em học lớp 12 thì nhận thấy hoàn cảnh gia đình của mình không được cho phép. Nhưng sau khi em gặp được các thầy cô từ trường Cao đẳng Lào Cai xuống tư vấn và giải thích cho em thì em đã chọn trường Cao đẳng Lào Cai để mình tiếp bước công việc học hành của mình. Thì sau khi em bắt đầu học thì có một chút khó khăn. Đấy. Nhưng sau khó khăn đấy là bọn em đã được nhà trường giúp đỡ, trợ cấp thì đã giúp đỡ được bọn em rất là nhiều. Đấy. Trang trải chi phí học tập và công việc hàng ngày. Những cái chính sách ấy sẽ giúp cho những bạn học sinh nghèo để có thể tự tin đi học và không phải gia đình các bạn không phải chịu gánh nặng về tiền học phí và tiền ăn uống của các bạn sinh viên. Hàng năm, trường Cao đẳng Lào Cai đào tạo khoảng 5.000 học sinh sinh viên của cả hai hệ cao đẳng và trung cấp chính quy. Trong đó, học sinh sinh viên dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại các thôn xã đặc biệt khó khăn chiếm 50%. Học sinh sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật, con mồ côi, người dân tộc thiểu số thuộc thôn xã đặc biệt khó khăn và đối tượng được hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước là trên 2.000 em. Cùng với các chính sách hỗ trợ của nhà nước và từ phía nhà trường, các cán bộ giáo viên của các khoa tại trường Cao đẳng Lào Cai còn hỗ trợ học sinh của khoa mình trong việc tìm kiếm việc làm thêm hoặc gửi thực tập vào các doanh nghiệp để học sinh sinh viên có cơ hội được tiếp cận thực tế với nghề
mà các em đang được đào tạo. Đã có nhiều học sinh sinh viên qua quá trình thực tập được các doanh nghiệp đánh giá cao và tiếp nhận vào làm việc ngay sau khi các em ra trường. Về chế độ chính sách của nhà trường ngoài chế độ chính sách chung của nhà nước thì giáo viên trong khoa, các đồng chí giáo viên chủ nhiệm cũng hoàn thiện hồ sơ đảm bảo là để chi trả kịp thời cho các em trong quá trình học tập, qua đó để các em có được cái yên tâm về mặt kinh tế để học tập được điều kiện tốt nhất. Thế còn về trong quá trình đào tạo thì khoa cũng luôn tạo điều kiện hết mức về cơ sở vật chất, rồi về chỗ ăn chỗ ở cho học sinh. Đấy. Thế còn đặc biệt những đối tượng này thì khoa cũng rất là lưu ý, đặc biệt là việc tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp cho các em. Hiện nay trường Cao đẳng Lào Cai được áp dụng chính sách trợ cấp xã hội dành cho đối tượng học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại thôn xã đặc biệt khó khăn với mức 140.000 đồng một tháng. Mức 100.000 đồng một tháng dành cho học sinh, sinh viên là con mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa. Không có người đỡ đầu chính thức, không có nguồn chu cấp thường xuyên. Học sinh, sinh viên là người tàn tật theo quy định của nhà nước, là người khó khăn về kinh tế, khả năng lao động suy giảm 41% trở lên do tàn tật, được Hội đồng Y khoa có thẩm quyền xác nhận. Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập, có gia đình thuộc diện xóa đói giảm nghèo. Chính sách nội trú được áp dụng với các đối tượng học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật. Học sinh, sinh viên tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú, học sinh, sinh viên người dân tộc Kinh là người khuyết tật, có hộ khẩu tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số biên giới. Ngoài ra, học sinh, sinh viên được hỗ trợ 1 triệu đồng một khóa học để mua đồ dùng cá nhân, hỗ trợ 150.000 đồng nếu ở lại trường trong dịp Tết Nguyên đán, hỗ trợ tối đa 200-300.000 đồng một năm đi lại từ nơi học về gia đình. Áp dụng chế độ miễn 100% học phí cho con của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, con anh hùng lao động, con của liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, học sinh sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, học sinh sinh viên từ 16 đến 22 tuổi là con mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa, hoặc mồ côi cha hay mẹ nhưng người còn lại được hưởng trợ cấp thường xuyên, học sinh sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, học sinh sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, người học các trình độ cao đẳng trung cấp đối với các ngành nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu theo danh mục của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, gồm biểu diễn nhạc cụ truyền thống, nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc, cốt thép, hàn. Giảm học phí 70% cho học sinh sinh viên là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Học sinh sinh viên thuộc một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm như kỹ thuật, xây dựng, hàn, cắt gọt kim loại. Giảm 50% học phí cho học sinh sinh viên là con cán bộ, công nhân viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên. Cùng với đó, chính sách học sinh sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người với 149.000 đồng mỗi tháng. Ngoài ra, được hỗ trợ 1 triệu đồng một khóa học để mua đồ dùng cá nhân, hỗ trợ 150.000 đồng nếu ở lại trường trong dịp Tết Nguyên đán, hỗ trợ tối đa 200-300.000 đồng một năm đi lại từ nơi học về gia đình. Như vậy, có thể nói các chế độ chính sách đãi ngộ đang được áp dụng tại trường Cao đẳng Lào Cai là sự động viên khích lệ cho con em các dân tộc có hoàn cảnh khó khăn ở Lào Cai có cơ hội được học nghề và giải quyết việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo ở các địa phương. Chuyên mục giáo dục nghề nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục kỳ sau.